Xin kính chào tất cả quý vị và anh chị ạ. Hôm nay thì em lại tiếp tục giới thiệu cho anh chị thêm một chiếc xe Mercedes-Benz phiên bản S400, sản xuất về cuối năm 2014, đăng ký lần đầu năm 2015, màu trắng, nội thất màu nâu. Nếu như anh chị thường xuyên xem kênh của em thì anh chị cũng đã biết chiếc xe này chính bản thân em là người đi vào Sài Gòn và chính em là người lấy. Và trong cái kênh YouTube này của em thì có một clip em làm test trực tiếp tại Mercedes-Benz Hasako Điện Biên Phủ ở ngã tư Hàng Xanh. Cái này thì nếu như anh chị muốn xem chất lượng của nó và xem nguyên bản mộc mạc thì anh chị có thể bấm vào kênh YouTube này của em, tìm xuống dưới sẽ có một cái clip khác về chiếc xe này được test kiểm tra chất lượng tại đại lý Mercedes-Benz chính hãng. Còn về chiếc xe ngày hôm nay thì chất lượng thì em đã được đảm bảo và chính em là người đi test rồi nên là yên tâm về mặt chất lượng nhé, cả số km luôn. Chiếc xe này của em chạy được 38.000 mile, tương ứng với khoảng tầm 60.000 km. Số km này em cũng cam kết là km zin luôn, không tua. Sau khi mà ra đến Hà Nội thì em đã cho đánh bóng phủ một lớp ceramic lên chiếc xe, rất là bóng. Xe này thì bây giờ nếu như anh chị đi ra trời mưa thì cái giọt mưa nó sẽ chảy xuống mà nó không đọng lại ở trên capo đâu. Chiếc này rất là đẹp. Lưu ý thêm một chút nữa cho anh chị là nếu như mà các anh chị mua S400 ấy, về đầu năm 2014 thì phiên bản S400 sẽ có hai phiên bản. Đầu năm 2014 thì S400 này sẽ có một phiên bản là sử dụng cái chuột cơ. Còn bản này của em thì sản xuất về cuối năm 2014 cho nên đã có thêm chuột thông minh rồi. Cái này là để sử dụng bằng cảm ứng di chuyển trên màn hình tablo. Đó. Màu trắng, nội thất màu nâu. Một trong số những cái mã màu mà được ưa chuộng nhất và được rất là nhiều người đang săn đón. Cái màu này, màu trắng, nội thất màu nâu. Có cửa hít ạ. Và ở phía hàng ghế sau này thì có thể ngả ghế ra. Nói chung là khi mà đi Mercedes thì anh chị yên tâm. Tất cả những cái chi tiết đều được trau chuốt rất là cẩn thận. Đó. Rất là đẹp luôn. Loa bu master. Rèm chắn nắng phía sau, rồi thì vô vàn những cái tính năng khác của chiếc S400. Một trong số những chiếc xe dòng xe sang. Đây thì mọi người có thể kiểm tra được và có thể nhìn luôn ghế này. Rất mới ạ. Những chiếc S400 mà từ 2014 đến 2015 chạy ít như này thì thật sự trên thị trường không có nhiều đâu, rất là hiếm. S thì có rất nhiều, thế nhưng mà chạy ít và giữ gìn được như chiếc này thì thật sự là không hề nhiều một chút nào, rất là hiếm. Chiếc S400 này của em thì được lắp thêm một bộ body kit màu bộ body kit và có vành có cái bô đôi ạ. Xin lỗi mọi người, có cái bô đôi của dạng AMG. Đó, bộ body kit này, nó có bộ 4 bô. Biển số Bình Dương 61A282.91. Cái này biển này hiện tại em vẫn đang chưa rút hồ sơ nhá, vẫn còn nguyên biển. Nếu anh chị nào ở Bình Dương hoặc là bất kỳ anh chị nào muốn mua chiếc xe mà không cần sang tên thì xe này vẫn đáp ứng được đầy đủ nhu cầu cho anh chị. Có cốp điện. Đó. Rất là rộng rãi. Để đồ thoải mái. Xe rất là đẹp luôn. Vành thì được sơn màu chì. Rất là khỏe khoắn. Đó. Nội thất màu nâu. Có hai màn hình DVD. Xe này thì bên em vẫn hỗ trợ anh chị vay 70% và bao check hãng, test hãng toàn quốc cho tất cả quý vị và anh chị. Anh chị có thể mang bất kỳ gara nào hoặc đại lý nào trên toàn quốc để có thể test và kiểm tra về chất lượng của chiếc xe. Đây là vô lăng zin của xe cộng với lại số km đây, 39.000 mai. Đó,
rất là mới. Em khẳng định luôn số km zin nhá. Các anh chị nếu như đi mua xe cũ mà đặc biệt là những dòng xe sang mà S như này, xe chạy nhiều và xe chạy ít, giá nó hoàn toàn khác nhau. Nó khác hẳn nhau nha mọi người nhá. Giá nó khác hẳn nhau, lệch nhau rất là nhiều. Từ một xe chạy ít và một xe chạy nhiều lệch nhau cả 1-200 triệu là chuyện bình thường. Xe này của em chạy cực ít luôn, rất là mới. Từ những cái bậc dẫm này, bước lên xuống rồi thì các cái phím bấm ở đây, chính em là người xem trực tiếp xe này và là người đi mua xe này, nên em đảm bảo cho tất cả các anh chị về mặt chất lượng luôn. Có cửa hít, một trong số những option mà rất là quan trọng đối với những chiếc xe sang. Bây giờ xin phép cho em được báo giá cho chiếc Mercedes-Benz S400 này nhé. Hiện tại thì bên em đang giao bán chiếc xe này trên thị trường với giá là 2 tỷ 250 triệu cho một chiếc S400, rất là mới. Và tất nhiên là em có thể giao lộc cho anh chị một chút nữa nếu như anh chị thật sự thiện chí mua một chiếc xe đẹp, giá thành có thể cao hơn một chút, đó là chuyện bình thường, tiền nào của đấy thôi ạ. Chúc các anh chị tìm được một chiếc xe ưng ý. Và nếu như anh chị muốn trả góp chiếc xe này thì anh chị hãy chuẩn bị một khoản tiền cỡ khoảng tầm 700 triệu. Em sẽ làm thủ tục trả góp để hỗ trợ anh chị lấy chiếc xe này. Em là Sông Thảo, cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi clip này của em. Cho em xin một lượt like, một lượt đăng ký kênh để ủng hộ những clip và những chiếc xe sắp tới sẽ về bên em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người những clip sau. Xin được chào thân ái ạ.